Giang Ngọc chào, mến chào các bạn. Đầu năm thì mình cũng làm một số cái phân tích dự đoán về tình hình thị trường một chút ha. Kinh tế thế giới năm 2024 này đó thì nó được dự báo là ảm đạm hơn, và trụ cột của cái kinh tế thế giới năm 2024 này chủ yếu là những cái nền kinh tế đang phát triển đó, những nền kinh tế mới nổi. Thì thị trường chứng khoán nó cũng có một số cái điểm tương đồng như vậy. Trụ cột đó là những cái doanh nghiệp mà nó có cái chất lượng lợi nhuận tốt ha, họ đảm bảo được cái chất lượng lợi nhuận. Thì mình cũng lọc ở đây ở Việt Nam của mình thì mình dùng cái tiêu chí chính, đó chính là cái chất lượng lợi nhuận để mình xem. Và cái định nghĩa về chất lượng lợi nhuận này nó không phải là tốt một năm, mà nó đòi hỏi có một cái sự nhất quán qua một cái thời gian. Có nghĩa là cái lợi nhuận này nó phải nhất quán và ổn định ha. Thì trên cái thang đo 100 đó thì mình lọc ra ở Việt Nam của mình những cái doanh nghiệp nào mà có từ 95 trở lên. Một cái điều kiện tiếp theo để mà mình ràng buộc đó chính là cái lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đó, cái ROE đó, cái ROE này nó trung bình 5 năm nó phải trên 15% so với khi mà tính ở cái thời điểm cái năm tài chính gần nhất. Đó, thì khi mà mình lọc ra được rồi thì mình thấy có 45 cái mã chứng khoán ở Việt Nam. Và chủ yếu thì các bạn thấy là phần nhiều thì thấy ở sàn Hà Nội ha. Và cũng có một cái đáng chú ý là chủ yếu là các bạn để ý là những cái doanh nghiệp mà nó nằm ở cái mức vốn hóa vừa vừa thôi. Thì lúc đó là mình sẽ so sánh thêm. Ví dụ như từ vài trăm tỷ cho đến khoảng chừng đây ví dụ như này là khoảng 300 tỷ đúng không? Cái này là đây là 300 tỷ đây, 323 tỷ đại khái như vậy. Thì rồi sau đó thì mình sẽ so sánh thêm cái về định giá PE của trung bình của ngành với lại của cái doanh nghiệp. Thường thì những cái doanh nghiệp mà vừa vừa nhỏ nhỏ thì lại không có cái dữ liệu ở đây. Nhưng mà những cái doanh nghiệp mà lớn hơn thì sẽ có ở đây, thì các bạn so sánh so với cùng ngành. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là nổi bật lên, ví dụ như có mấy cái ông này nè. Chẳng hạn như là vận chuyển nè, đường Quảng Ngãi đó, hóa chất Đức Giang thì thấy vẫn có vẻ ổn nha, một số bang ở đây đó. Thì đấy là cái mà mình chia sẻ với các bạn để mà mình xem hướng vào những cái doanh nghiệp nào mà nó có chất lượng lợi nhuận tốt. Cái này thì là một cái danh sách nó còn khá là rộng ha, nhưng mà các bạn, mỗi bạn làm trong ngành khác nhau đó, thì các bạn sẽ có những cái insight, những cái thông tin bên trong của ngành tốt hơn. Thì ít ra thì mình cũng cung cấp cho các bạn một cái danh sách nó cũng đã được lọc trước rồi. Bây giờ các bạn cần tìm hiểu thêm. Đặc biệt là các bạn có những cái am hiểu trong ngành của mình thì nó rất là thuận lợi. Ví dụ như là những cái bạn mà follow mình đó, thì sau đó các bạn lại có cái lợi thế trong ngành đang làm, thì các bạn sẽ biết rằng là cái doanh nghiệp đó nó có thật sự là tốt để mà mình đầu tư hay không. Thì có thể là xu hướng năm 2024 này thì nếu mà các bạn có cái kế hoạch đầu tư dài hạn thì thôi thì cứ đơn giản vào các cái chứng chỉ quỹ thôi, các index là mình có cái kế hoạch dài hạn. Còn không thì các bạn có thể rotation, các bạn luân chuyển sang những cái cổ phiếu mà nó có cái chất lượng và lợi nhuận tốt hơn, để mà mình có thể hy vọng tìm được một cái alpha nào đó ha các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và cái danh sách này thì mình tải về và mình để bên cái cộng đồng Chàng Ngốc Già Prime đó. Dĩ nhiên là lúc đầu thì sẽ dành cho các bạn có cái gọi là có cái phí tham gia trọn đời với Chàng Ngốc Già ha. Rồi sau đó thì một thời gian sau thì mình sẽ chuyển sang thành là cho công chúng. Đấy, nó cũng có một cái sự ưu tiên các bạn ủng hộ mình một chút chứ. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mến chào các bạn.